Bắc Hàn hứa đưa lực sĩ qua Incheon tham dự Á vận hội, tin từ Pyongyang. Hôm nay, Bắc Hàn hứa đưa lực sĩ và những người cổ võ qua Incheon tham dự Á vận hội sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 9. Trên nguyên tắc, Nam và Bắc Hàn vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh. Vì sau chiến tranh Triều Tiên đầu thập niên năm 1950, hai bên vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình. Một tướng ngôn viên đài KRT đọc một bản tuyên bố nói rằng cần phải chấm dứt mọi vu khống, chửi bới, loại bỏ những sự hiểu lầm và mất tin tưởng giữa người cùng một nước. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ đưa những người cổ động và lực sĩ qua Incheon tham dự Á vận hội thứ 17 để cải thiện liên hệ Nam Bắc và tạo không khí hòa giải quốc gia. Cũng trong ngày hôm nay, đài KRT đã công bố nhiều hình ảnh Chủ tịch Yong Un viếng thăm các đơn vị quân đội ở bờ biển phía đông, xem các cuộc tập trận trên đảo Ôn. Bắc Hàn đe dọa thử bom nguyên tử lần thứ tư và đã liên tiếp đòi Nam Hàn ngưng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Trong 10 ngày qua, Bắc Hàn đã có 3 lần bắn hỏa tiễn ra biển.